Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ TLD. Đối với những bạn nào làm văn phòng và yêu thích những dòng HP, chúng ta sẽ có hai lựa chọn trong cái phân khúc của chúng ta. Cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có dòng ProBook, còn thấp tiền hơn và chúng ta không đòi hỏi nó đẹp hay là nó tinh tế, chúng ta sẽ có dòng EliteBook. Và hôm nay với cái mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng thôi và chúng ta sẽ có một chiếc máy thuộc cái group của EliteBook rất là bền, rất là đẹp và hôm nay mình đã mang về đây. Đó là chiếc máy có tên gọi là HP EliteBook 840 G1. Chiếc máy này thì nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Hơn nữa thì cái độ bền của nó còn được vượt qua các bài test của quân đội Mỹ luôn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết về chiếc máy này, xem nó có phục vụ tốt nhu cầu của anh em nào làm văn phòng hay không. Với mức giá khoảng 6 triệu đồng thì anh em đi mua máy mới thì chắc chỉ được những dòng máy Pentium thôi. Tuy nhiên thì đối với những dòng máy cũ của dòng HP EliteBook như là chiếc 840 G1 của mình thì nó đã sử dụng con chip Core i5 4300U, còn chip nó cũng khá là mạnh mẽ. Và hôm nay mình sẽ chứng minh cho bạn xem nó có đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng cũng như là làm về cái phần mềm đồ họa 2D hoặc là chúng ta cũng có thể chơi game LOL trên chiếc máy này không. Mời bạn theo dõi hết cái video này. Vâng thưa bạn, đây là thiết kế của một chiếc máy EliteBook, một thiết kế rất nhỏ gọn, chiếc HP EliteBook 840 G1 của chúng ta. Chiếc máy này thì sở hữu một thiết kế nó khá là nhỏ gọn, nó chỉ khoảng 2 gang tay của mình mà thôi. Và chiếc máy này nó sở hữu một cái trọng lượng khá là nhẹ nhàng, nó chỉ khoảng 1,8kg mà thôi các bạn ạ. Hai cạnh thì nó làm vát cong như thế này nên là cảm giác cầm nắm của mình nó rất là chắc chắn và nó rất là ôm tay. Cái mặt lưng thì chất liệu của nó cũng chỉ được làm từ chất liệu nhựa mà thôi. Chất liệu nhựa này thì nó sờ rất là mịn tay, tuy nhiên thì nó hơi bám mồ hôi và giống tay một chút. Ngoại hình của chiếc máy cũ như thế này thì nó hơi xước xác một chút nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Phía giữa sẽ là cái logo của HP. HP sẽ là một cái mạ chrome, nhìn nó khá là bóng. Và đây là cái thiết kế bên trong của chiếc máy của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có một cục pin như bạn thể thấy và chúng ta cũng khá là dễ dàng khi nó thiết kế một cái module như thế này. Đó, cục pin chúng ta thì theo mình nhìn thấy thì nó có một cái dung lượng là 11,4V, 4290mAh. Một cái dung lượng pin cũng khá là tốt. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một cái ổ 2,5 inch, chúng ta có thể lắp được ổ HDD hoặc là SSD. Với chiếc máy này chúng ta còn có thể lắp được một ổ SSD M2, tức là chúng ta có thể nâng cấp được hai ổ cứng trên thiết bị này. Về RAM chúng ta cũng có hai khe để cắm RAM. Trên chiếc máy này thì đang có một khe RAM 4GB và một khe đang chờ. Phía bên này sẽ là quạt tản nhiệt của chúng ta và chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chiếc máy này. Ngoài ra chiếc máy chúng ta cũng có một cái dock mở rộng ở phía góc trên. Còn đây là cái khe để tản nhiệt cho gió của chiếc quạt. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn các cổng kết nối trên chiếc máy này. Về cạnh phải chúng ta sẽ có một cái cổng sạc này, một cái dock mở rộng này, một cổng mạng LAN, hai cổng USB 3.0 và chúng ta cũng có một cổng DisplayPort, một cái jack tai nghe 3.5. Phía đằng trước thì chúng ta không thấy bất kỳ cổng kết nối nào và chúng ta sẽ có một cái khe để mở chiếc máy này ra. Còn bên cạnh trái thì sao? Các bạn có thể thấy chúng ta cũng có một cái khe thẻ thông minh Smart Card. Cùng với đó sẽ là hai cổng 3.0, một cổng VGA kết nối màn hình, khe tản nhiệt đằng này và chúng ta cũng có một cái ổ khóa Kensington. Vâng các bạn, mình cũng đã mở cái màn hình của chiếc máy này lên và các bạn có thể thấy chúng ta có một cái hệ thống bản lề rất là chắc chắn và cái màn hình của nó không rung lắc quá nhiều, rất là chắc chắn luôn. Và phía trên sẽ là một cái màn hình 14 inch của chúng ta. Viền màn hình của chiếc máy này thì khá là dày và mình sẽ không trách nó khi mà nó là dòng máy cũ và số tiền mình bỏ ra cũng không quá lớn. Và ở phía trên chúng ta cũng có một cái camera chất lượng 720p và hai cái mic của chúng ta. Phía trên góc trên sẽ là cái chữ 840 mã hiệu của chiếc máy này. Ở phần nghỉ tay phía dưới chúng ta cũng có thiết kế được làm từ chất liệu nhựa mà thôi, nhưng chất liệu nhựa này cũng khá là cứng cáp và nó không để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Ở phía góc bên trên chúng ta có một phím nguồn, bên này sẽ là phím bắt tắt nhanh wifi và tắt nhanh âm lượng. Chúng ta cũng có một cái giải loa ở phía trên. Giải loa này thì mình không biết có được áp dụng cái công nghệ Dolby Audio không, mình nghĩ chắc là không. Ở dưới phần nghỉ tay chúng ta cũng chỉ có một cái bàn phím không phải dạng full size vì đây là kích thước 14 inch. Hành trình phím thì nó khá là nông, độ này thì cũng khá là tốt. Bàn phím này thì mình cho nó một cái điểm 6/10 mà thôi. Và một cái ưu
điểm đó là nó cũng có một cái checkpoint cho anh em nào lập trình gõ nhiều thì cái phím checkpoint này cực kỳ là tiện ích. Ở phần touchpad thì chúng ta có 4 phím chức năng luôn. Nếu mà có hư hại thì hai phím dưới chúng ta có thể sử dụng hai phím chuột trái chuột phải bên trên. Và độ nảy của nó cực kỳ tốt luôn các bạn ạ, như phím cơ luôn. Diện tích thì nó hơi nhỏ một chút nhưng mà vẫn đủ khả năng để chúng ta sử dụng. Chiếc máy này còn được trang bị thêm một cái công nghệ bảo mật vân tay nữa, giúp khả năng bảo mật dữ liệu của chúng ta tốt hơn. Vâng bạn, thì sau đây mình sẽ thử test một cái đoạn video 4K chạy trên chiếc máy HP của chúng ta xem nó có loát được hay không. Nói về chất lượng màn hình thì chiếc máy này nó chỉ đạt được cái độ phân giải là HD mà thôi. Nhìn nó không được sắc nét và cái tỷ lệ màu của nó không quá là rực rỡ. Độ sáng của nó chỉ rơi vào mức 250 nit mà thôi. Tuy nhiên cái màn này nó được một cái điểm cộng, đó là nó được trang bị một cái tấm nền giúp chúng ta đỡ mỏi mắt cũng như là chống rá luôn. Chất lượng âm thanh của chiếc máy này thì nó không quá là to, trong căn phòng 2m2 chỉ đủ chúng ta ngồi trước máy và nghe lắng nghe nó thôi. Nói thêm về phần bàn phím của chiếc máy này thì nó không được trang bị đèn led các bạn ạ. Nhưng nếu các bạn nào muốn làm việc buổi tối và chúng ta có đèn led thì các bạn có thể nâng cấp chiếc máy của chúng ta lên đèn nền phím cộng thêm 300.000. Sau những giờ làm việc căng thẳng thì các bạn có thể xem những bộ phim và giải trí nghe nhạc trên chiếc máy này hoàn toàn bình thường. Vâng, các bạn, mình đang chơi tựa game LOL. Khi mà không được trang bị cạc rời nhưng chiếc máy chúng ta vẫn có thể chơi được, vì cái tựa game này nó không quá là nặng nề. Các bạn thể thấy khi mà mình để cái thiết lập trung bình thì chúng ta vẫn đạt được cái mức FPS rất là cao, 60 FPS. Và nhiệt độ của chiếc máy này cũng khá là ổn định, nó cũng chỉ khoảng 64-65 độ C mà thôi, rất là mát. Ngoài công việc văn phòng thì anh em có thể tải game LOL hoặc tựa game nó có thể MOBA nhẹ như game này, chơi được tốt. Vâng, thưa bạn, thì mình cũng đã trải nghiệm và cũng đánh giá chi tiết về chiếc máy HP EliteBook 840 G1 cho các bạn thì thấy chúng ta sở hữu một chiếc máy nó rất là nhỏ gọn để dễ dàng mang đi, hơn nữa thì cái thiết kế cực kỳ là trâu bò, rất là bền cho chúng ta. Tuy nó chỉ là dòng doanh nhân nhưng mà sở hữu một cái thiết kế có thể nói là vượt qua được cái bài test của quân đội Mỹ luôn. Và các bạn có thể thấy chúng ta có một cái màn hình 14 inch rất là nhỏ gọn, tuy nhiên cái chất lượng màn hình của nó cũng không được tốt cho lắm, chỉ là HD. Với cái độ sáng trung bình thì các bạn thoải mái làm việc trong một căn phòng nhỏ mà không ảnh hưởng đến cái chất lượng hiển thị của chiếc máy này. Bàn phím thì sao? Chất lượng bàn phím nó còn có thêm một cái phím checkpoint để các bạn thoải mái nhập liệu. Tuy nó cũng không phải là cái bàn phím full size nhưng cái hành trình phím của nó cũng khá là tốt để chúng ta làm việc. Phần nghỉ tay thì các bạn có thể thấy thì nó cũng là chất liệu nhựa nhưng thể hiện một cái diện tích cũng khá là vừa để chúng ta đặt cổ tay lên thì nó không gây cái hiện tượng mỏi tay. Nếu mà bạn nào làm việc vào nhiều vào buổi tối thì bạn nên nâng cấp cái bàn phím của chúng ta lên cái bàn phím dạng có led và cái mức chi phí chúng ta bỏ ra là 300.000 đồng. Về cái ngoài công việc ra thì các bạn cũng có thể giải trí ngoài giờ làm việc căng thẳng. Với tựa game LOL thì mình test thì cái nhiệt độ của nó cũng khá là ổn định và quạt không gây ra nhiều tiếng ồn. Chất lượng thì các bạn sẽ đạt được cái mức trung bình là khoảng 62 FPS, số điểm FPS hợp lý để chúng ta chơi tất cả tựa game. Chất lượng loa của chiếc máy này cũng khá là tốt khi mà nó thể hiện một cái âm lượng cũng khá là chắc trong căn phòng 20m2. Thời lượng pin của chiếc máy này mình cũng đã test với các công việc cơ bản thì các bạn có thể thoải mái online từ 4 cho đến 5 giờ đồng hồ không phải cần sạc pin. Về khả năng nâng cấp chiếc máy này khá là tuyệt vời khi mà nó đã có sẵn ổ SD với dung lượng là 120GB, ổ 2.5 inch. Ngoài ra các bạn có thể nâng cấp thêm một cái thanh M2 SD nữa.
RAM chúng ta đang sở hữu ở đây đó một khe 4GB, nhưng các bạn cũng có thể nâng cấp lên 8GB bởi nó còn một cái khe trống nữa. Và bạn nghĩ sao với cái mức giá 6.200.000 sở hữu một thiết kế cực kỳ là cứng cáp và trâu bò? Hãy để lại những kiến, những câu hỏi dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.